Nạn mạng, mạng mạng là đất Hà Nội nào nó chật chội thế, mạng nó mất nó nổi tiếng trên mạng là dễ mất mạng lắm các bạn. À đây này là nó nhầm vào cái này, nổi tiếng trên mạng là mạng nó dễ mất các bạn, nhầm. Quay tí nữa nó cả bị vợ cạo râu rồi, chết với tiền, không có tiền. À vợ nó, vợ bảo cho mấy chục mua hai cái điện thoại, quay ra lừa mình. À vậy, cho em tí em mày rút cái sim này, ghét cái bị gọi mà ghét. Nó ở đâu nhỉ, sim nó chỗ nào nhỉ? Có khi là rơi mẹ ra. Cái này từ hôm bị đập đến giờ nó rút chim rồi. Đây này đầu vông đưa về Hà Nội rồi. Ô đéo nhỉ, anh thấy cái bên đéo nhỉ, lại đầu vông đưa về Hà Nội rồi. Đéo được rồi nên đây nhiều. Hôm nay quay lại đó, con đi về không vào nội đâu, vào nội vô chui ra bây giờ. Em phải dán lại đường kia ra quốc lộ 3. Làm gì em để vào với quê em mà đi chia đường kia anh. Lại đâu vào đường rồi. Có cảm giác tại cái mạng củ nòi. À, 29/1/2018 mà thanh tra Bộ Công an mới tiếp nhận đúng 7 vụ, vụ thứ bảy vụ 07, nhiều cái số 07 chung với số điện thoại đuôi số điện thoại của tớ, thế là có sự trùng hợp, thế mới đều ấy. À, chứng tỏ là cái việc các cơ quan công an làm việc rất tốt, cả một tháng một mà có 7 vụ một năm, mà nếu tính trung bình thì mà tháng này là rất nhiều vụ, tháng này gần Tết là nhiều vụ như thế mà mới có 7 vụ. Một năm thì có mới có 80 mấy vụ. À chứng tỏ là mỗi một tỉnh chưa đến một vụ, rất tốt. Còn lõi thì như các bạn đã biết thì những người hiểu thì đây chỉ là một cái thứ chuyện. À chưa có gì, họ vẫn trách nhiệm của họ là yêu cầu phía công an Hòa Bình trả lời. Và các bạn thấy rằng ở đây đề ngày, ở đây con nọ ngày bao nhiêu, ở đây ngày 26/1/2018 đồng chí giám đốc giao thanh tra công an tỉnh xử lý đơn đề nghị kiến nghị phản ánh ghi tên Trần Đình Sang ngày 19/1. Các bạn nhớ 19/1 thì mới là một vụ khác nhé, liên đới, có nó liên quan đến cái vụ bắt giữ người trái pháp luật. Nó nghĩa là tớ vẫn đang chờ cái vụ liên quan bắt giữ người trái pháp luật. Vụ này nó còn vụ này tuy rằng nó bắt nguồn, các bạn nên nhớ rằng nó bắt nguồn đây là phải nói rằng tình trạng là để lọt tội thông tin ra ngoài rất là nguy hiểm. Ở đây ghi sự việc là ngày 19/1 có cái bắt nguồn vào việc dọa giết người là liên quan đến vụ tớ yêu cầu cung cấp tài liệu từ ngày 19/1. Chứng tỏ là chưa có dạy mà làm đơn khiếu nại các bạn ạ, mà đã làm là phải làm đơn tố cáo mới được bảo vệ. Khả năng bây giờ tớ lại có cảnh sát phía sau bảo vệ, bởi vì theo luật tố cáo thì người tố cáo được bảo vệ. À là tớ cứ đi tung tăng thôi. Ta là sẽ người bảo vệ. Tớ thuộc câu lạc bộ lái xe yên bái với những người bạn và thuộc rất nhiều nhóm hội khác trên Facebook. Hồi lại phải quay lại. Không qua Hà Nội đâu chặt lắm.
đông lắm. Vâng, Hà Nội chả đông. Đây, này đậu phộng đường chui gần chết với ra là khỏi đất Hà Nội. Chui để chui từ cầu Thăng Long sang cầu Nhật Tân. Chào Đỗ Duy Khánh. Chào Su Su, người đẹp Su Su. Anh đã cảm động. Tôi đã trở về người bình thường. Đấy là cái việc bắt giữ người trái phép tại Hòa Bình. Tôi có thể khẳng định một điều rằng có liên quan đến sự việc trình báo của tôi tại trạm cân chợ Bến Hòa Bình. Vì ngày 19 tháng 1 tôi có gửi một đơn lên công an tỉnh Hòa Bình, công an chợ Bến, bộ công an và VE4 liên quan đến việc hình như chưa gửi VE4 liên quan đến việc là tham mô hối lộ và nhũng nhiễu của cán bộ trạm cân chợ Bến. Việc đó đã vô tình đẩy tôi vào việc đi qua cũng bị dọa giết. Này, kinh quá. Mà lên cơ quan công an trình báo thì lại được tặng vòng tay mang về. Vòng tay thì mình cất rồi, cất nhà, cất chỗ kín, làm kỷ niệm của mình mà. Bây giờ cơ quan công an họ yêu cầu rằng, họ nói rằng đây là của chúng tôi, bạn phải bàn giao lại. Thì lúc ấy mình mới tìm bàn giao. Và vô tình nó mất thì mình chả trách nhiệm gì cả, bởi vì mình được tặng. Chứ mình không phải người quản lý cái còng. Nếu mà bạn là người quản lý cái còng mà để mất thì cho công ty nhớ. Ê, đây ta. Ta đấy. Ta đây. Đây ta. Ta. Ta thôi, chắc đang chờ bạn. À, đi lang thang Hoàng Tuấn ơi. Chu chu gì mà nắm ô khoang khoang chìm chấm đấy nhỉ. Khổ cả mất bộ râu, tưởng vợ cho tiền mua điện thoại, ai ngờ cho số nợ mấy chục triệu. Mà thôi có còn hơn không. Tự nhiên mình không phải nợ vợ. Trong cái sim này cho em cái số thằng Hào Anh xem nó đi đám ma cho cái hỏi cái. Cái sim này tại sao nó không gì. Không 967 đấy nhỏ. 215 chưa. 992 chắc là cái danh bạ nó không lên nhỉ, nhầm rồi mai. À mà chuyện vẫn bình thường nhé, bao giờ cơ quan chức năng người ta trả lời như thế nào thì đấy là cái thông tin mà họ đưa ra thì đấy mới là đúng. Còn bây giờ báo chí chỉ là bọn vớ vẩn chém mạng. Nhiều người cứ bảo báo mới không phải một tờ báo, nhưng tớ có địa chỉ của báo mới thì có nghĩa đấy là một tờ báo. Nhiều người khuyên tớ, rất là nhiều bạn nhà báo gọi điện bảo anh bị lừa rồi, anh 67 hay 97 67 nhà báo báo mới là không có đây. Alo, đi làm ma chưa? Xong mày có chụp ảnh gửi cho anh không? Gửi ảnh thì anh đang tình trang những người bạn này. Câu lạc bộ đây, cái tình trang những người bạn tao lên gì qua nhìn câu lạc bộ của chúng mày. Mày định hả? Ai bảo mày tao cho cái logo câu lạc bộ đi kiện. Lưu niệm để tao khẳng định tao là người 21. Thế mày có thích câu lạc bộ của mày không? Ai bảo mày là tao mang cái logo của câu lạc bộ đi kiện. Mày lộng ngôn nhá. Mai mẹ mày bố bắt mày làm chủ nhiệm mà chết mẹ mày.
hay là ngôn bắt chủ nhiệm. Riêng bọn tớ có một kiểu rất xoáy, thằng nào là ngôn là bắt là chủ nhiệm. Bắt là chủ nhiệm chứ không phải là giáng cấp nha. Con Quyền Dâu nhìn biết dê à? À, con dê chúng ta nhìn thấy con dê có thể nó rất là dê, nhưng thực tế tôi thấy rằng con dê không thể bằng con gà. À, bạn thấy con gà trống đứng đủ chuồng không? À, gà có dâu đâu, gà có lông nhủ thì hôn nhau được không? À, Hưng Nguyễn ơi, à, tớ hứa thì hứa rất là nhiều người chứ tớ lại quên, và tớ hứa với các bạn thì các bạn cứ gửi vào cái fanpage Đình Trang của những người bạn Trần Đình Trang và hoặc là Trần Đình Trang của những người bạn nhé, thì sẽ có nhiều người giúp bạn cho tớ lái xe này. Bố tớ biết cái nhớ sự việc như thế nào. Tớ chỉ hứa với bạn, bạn cung cấp thông tin đầy đủ và gửi vào đấy thì và bạn là người quyết tâm làm việc đấy đến cùng thì bọn tớ sẽ giúp đỡ. Còn chưa làm mà bạn sợ hãi thì không thể làm được. Ấy à, Hoàng Tuấn ơi, làm sao kỷ niệm còng được, tớ mãi mới được ạ. Ôi, đi từ cầu, đi từ Phạm Văn Đồng, đi từ 47 Phạm Văn Đồng mà lại chui to thác cầu Nhật Tân lên vòng gần Nội Bài quay về Nhật Tân nhầm hóa đậu phụng đường em đen. Mà lần nào đi cũng đậu phụng đường. Mấy cái tháng nào cũng đậu phụng đường mà. Tháng nào cũng đậu phụng đường nhá, chả đâu không. Mà nói là những cái đường mà nhiều khi là nhớ như là bằng mòn bàn tay. Không nhầm. À, Vân tôi là tôi ơi, Nguyễn Đi Vân này. Nguyễn Đi Vân đang đâu ấy? Ngoẹo phải, rẽ trái. Rẽ trái cười chứ. Này ông Nguyễn Đức Vân nhá, tôi là tôi mách vợ ông. Đến nay tôi để ý thấy rằng không hiểu sao ông lại dám lấy hình của. Tôi hiểu sao hôm nay ông lại dám lấy hình của chi hội trưởng Lào Cai thuộc câu lạc bộ lái xe Yên Bái bọn tôi để đăng lên hội xe tải Tây Bắc. À đang trên câu lạc bộ là trên báo những bạn nhỉ, muốn hỏi cái gì đấy mà ông hôm buổi trong cái buổi họp ở Lào Cai ông không có mặt nhé. Trên mấy độ rồi Nguyễn Thị Vân này, Sapa âm mấy độ rồi? Thôi cái gì ông này thương thầm nhớ trộm, toàn ăn trộm hình về đăng vớ đăng vẩn này, là đăng hình chi hội trưởng Lào Cai của câu lạc bộ chúng tôi lên này. Âm 2 độ đã. À, đào Sapa rẻ không à, mua nếu đào Sapa rẻ thì gọi tôi nhé, mua nhưng gọi là phải báo giá tôi trước nhé. Chụp ảnh báo giá nhé, tôi mua về nhà dùng nhá, chứ không phải là tặng không lấy mà đắt tiền cũng không lấy. À, tự nhiên đậu vọng đường. Ông đăng trên câu lạc bộ ông nhỉ, ông đăng hình ai ông hỏi gì thế, lại lấy ngay hình của chịu trưởng Lào Cai. À chết rồi, ông nói đội câu lạc bộ lên Lào Cai, câu lạc bộ lái xe của tôi anh em lên trên Lào Cai
đi nghỉ mát mẹ trời sun hết là súng vào. Ngày hôm đấy mình không lên. Hôm nay là tôi vào nhà ông đấy, hôm nào tôi vào nhà ông nhá. À, có cảm giác vui vết đấy nha. À, chào Võ Quang Nhật. À? Không, đây không phải đâu, đây cái cầu vượt vào trong đâu. Cái chỗ mình đậu không đường ấy, chui ra vào gầm nó. À, đi làm gì Hòa Bình trên đấy, coi như là có Hòa Bình đâu mà đi. À, Lan Thị Hương. Mà cái cảm giác tự nhiên một người lái xe mà lại được bảo vệ nghe nó cũng khoái. Chúng tớ có quan điểm là Nguyễn Văn Hiếu nhé, chúng tớ có quan điểm là trứng không được chung một giỏ. Cái chi phí vận chuyển có thể nó hơi cao, nhưng để một giỏ nó sắp phát vỡ hết thì thôi không. Nếu để chung một giỏ thì sẽ phải có dùng chiến thuật mang 10 đập 9 để duy nhất một quả còn sót lại trong giữa và đóng hộp kín thì nó sẽ không thể va đập được hơn. Nhưng nếu như để nguyên 10 quả nó sẽ vỡ hết. Thôi thì khám sức khỏe làm cái gì ở Long Vũ Trần. Thực ra mình cái đấy, việc đấy là nghĩa vụ của họ, không phải của mình. Mình không phải người ăn vạ, mình không đi ăn vạ. Mà nếu như bạn đi khám sức khỏe lại vô tình lại bị tóm mẹ vào phòng tâm thần thần kinh thì bỏ mẹ này. Tóm mẹ vào phòng thần kinh bảo não có vấn đề, có phải tự nhiên dại không? Ông thần kinh ông có vấn đề rồi thì chỉ có chạy mà chạy thương điên khổ lắm. cái việc đó mai nếu mà trái gió trở trời mà từ giờ hôm đấy mà họ hôm nào đó mà họ chưa ra quyết định mà vô tình mình bị làm sao ấy mà lại thì mình cứ ăn vạ họ. Nếu người nó đau thật thì người mới đi khám, còn bây giờ chưa. Mình đang đau rồi. Mình đang đau. Đau chỗ nào? Em đau ở lưng. Em đau con chim. Đặc biệt không hiểu nhiều người nói rằng khi đến chẳng hạn như bị còng bị trói thì hay bảo đang cứu bị đánh như nọ kia, mình đặc biệt là không ai đánh mình khoát nào. Mình vẫn lại khẳng định rằng mình có quái nhân phụ trợ. Quái nhân nhé, không phải quý nhân. Có nhiều người rất muốn đánh mình nhưng chẳng hiểu tại sao khi gặp họ lại lấy đánh nữa. Nếu có nhiều người thì chả tự nhiên chả thích đánh thì tự nhiên gặp nó bụp phát mồm. Ê, nhìn những mồm chết. Cảo dâu rồi đây, Ninh Bùi ơi khổ thế. Chỉ vì mấy ông xỏ lá lấy mất điện thoại của mình mà mình chưa lấy lại, bây giờ mình lại phải ngậm ngùi là nghe theo điều kiện của vợ là cạo râu cho 30 củ mua điện thoại. Ê, vợ bảo mua một cái mà không, mình đang dùng 3 cái mình cứ mua 3 cái.
Thế là tưởng thế nào? Tưởng cạo râu xong là lấy được tiền mặt của vợ, hóa ra vợ bảo thế là mình hứa nhờ người mua điện thoại hộ rồi. Xong vợ còn bảo đấy con nợ mấy chục đấy trừ luôn. Phát này ngon. Mình lại nợ người ngoài. Mà nợ người ngoài thì có lãi suất ngân hàng. Không phải lãi suất vay nặng lãi nhé. Lãi theo diện. Lãi theo diện ngân hàng. Cứ chậm ngày là tiền nó cộng lên. Đấy. Chả mấy đâu. À, mình là một người đôi khi dạo này mình dồ đấy, à không phải người thích live stream. Live stream thì phải dùng cái thiết bị mà nó không ảnh hưởng gì đến stream nghe gọi. À, thế là chả ai gọi được mình. Cứ gọi nó mất sóng bị ngưỡng. Thực ra thì Nguyễn Lý Vân Hữu nha, mình thế này này. Nếu mình ở nhà thì sẽ làm mất khách của vợ. Mình bị viêm tuyến nước bọt. Cứ chị em phụ nữ là nó lại cứ chảy ròng ròng hai bên. Và điều đó là khiến chị em rất phản cảm. Mắt mình bị hấp háy mỗi lần nhìn những người đẹp hơn. Điều đó hạnh phúc gia đình nhà mình càng dễ có nguy cơ tan nát hơn. Thế nên là vợ cứ bảo cho đi lang thang thôi. Cứ về nhà đúng giờ là được. Trả mai đầy đủ. Nộp thuế đầy đủ. Ôi trời, bọn nó đi ngược chiều thế. Sao cái hai thằng đi ngược chiều đi nhầm à? Hai thằng này đi nhầm. Ê tôi hỏi ông ấy, nhà nó đông khách toàn chị em phụ nữ thì ông làm cái gì ở đấy? Nhà tôi làm toàn cho khách nữ thôi. Thế ông cứ ngồi nuốt nước bọt à? Không được. Mà chị em phụ nữ thì người ta thích ăn mặc đẹp. Thích ăn mặc đẹp thì mà mình không nhìn thì người ta bảo là mình ngu. Mà nhìn thì người ta bảo bất lịch sự. Thế nếu ở đường ngoài đường là mình cứ nhìn thôi. Người thà rằng nó chửi bất lịch sự hơn nó chửi ngu. Nhưng mà ở nhà sợ mất khách của vợ thôi đành phải đi lang thang. Cười cái gì Long Vũ Thanh? Đúng rồi, nhìn người khác là mình nói với bạn là toàn bộ mình thực ra thì gia đình mình có cái gọi là di truyền về thần kinh. Thần kinh là gì? Bạn bị đau đầu cũng là thần kinh, bạn bị mất trí nhớ cũng là thần kinh, bạn bị tâm thần phân liệt cũng là thần kinh. Tớ thuộc vào cái diện là cứ đi ra đường là bị thần kinh vì không nhớ ở nhà mình có vợ có con. Đều. Thì thông cảm rồi, nhưng mà nhiều thì mình phải làm sao mà mình phải đàng hoàng thì vợ nó mới thông cảm được như vậy ạ. Không áp lực hết đấy. Cứ ra đường chọi chim linh tinh về nó cắt bẻ đi. Anh cho con còn vào đấy không? Cái này anh lại tôi thả mày sim đi ra rồi. Gọi vào cái số 0947 anh ấy. Anh bảo này cái.
Nam Thành Phong ơi. Anh hết ở Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là anh sẽ xuống cái có cái nút giao cũ ngày xưa đúng không? Bây giờ nhá, anh sẽ đi anh tả cho nghe nhá, là ngày xưa anh đi là đi qua cái qua cái cầu bây giờ anh không đọc tên cầu đâu, qua cái cầu đấy xong là rẽ vào trong là cái vòng xuyến trong thì hay là đi sang bên hay đi sang qua cao tốc. Để anh biết rồi, nhưng anh đang nói rằng là cái cầu vượt mới là không phải cầu vượt mới đúng không, mà cái cầu cái nút giao cũ mà chui dưới gầm đấy gì đúng không? Đường thì anh biết rồi, nhưng bây giờ là anh sẽ đi ra đến đầu đến hồi anh sẽ đi ra này xong là đi vòng quay lại chui qua gầm cầu của cái đường cao tốc đúng không? Đường qua đường cao tốc là đến cái vòng xuyến mà một đường công nghiệp một đường như kia đúng không? Thì em đợi anh ngã ba thì từ cái vòng xuyến như vậy. Ta nhớ ngày xưa ở khu đấy có cái quán bún chưa ăn đã phải trả tiền đúng không? Đuổi để ta vào ta lùa cho nhá. Để cái này anh lùa cho nhá. Chắc chưa có anh lùa rồi, chờ tí nhá. Được rồi, anh biết chỗ đấy rồi. Lại có anh lùa. Đầu bằng đường hóa lại khai. Để tuyết cho nó trên mái đi, cho nó sập cái mái xuống nữa mà. Mái nhà làm dốc vào, bây giờ nó có tuyết nhiều rồi nhá, người Đức Vân nhá. Mái nhà làm dốc vào, chọc tuyết nó còn rơi. Không nó nặng nó sập mái đi đấy. Sắp quá hết rồi, chắc khoảng 15 phút nữa. Cứ đậu vọng đường là con anh, đời thế khổ. Cứ đậu vọng đường mấy này, cứ đậu vọng đường là anh. Mình bị bắt chuyên mục anh soi vào đây anh làm nấc anh nấc bốc
phải cập nhật lại cái này. Nó thoát hết ra chưa? Hả? Thoát của nó chưa? Nó chui xuống đây đúng không? Không. Không đâu, đi đi. Đi đi, cứ đi qua cái này mà. Sập mẹ nhà cũng được. Bỏ đi xúc đi. Mà ông ăn ở nào chứ? Giáo viên vùng cao thì học sinh nó ở bán trú nhiều đấy, thì nhờ các em nó ra, các em ra hộ thầy, thầy lại mổ gà uống rượu trong uống vào lại mày tao cho nó vui này, có phải đỡ phải xúc nhiều không? Mặc áo vào phí ra ngoài lạnh. Nếu mặc áo ra ngoài đường lạnh thấp ấy chỗ. Hay là con ếch xanh. Ếch xanh. Đây là ếch xanh à? Ếch xám. Ếch trắng. Đây là chỗ từ từ anh em nếu đỗ vào đâu còn vào nếu đỗ vào áp rồi này em gọi cho đến một nó đến một công việc. Thôi đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới. Vòng xuống đây không, dưới đây có nốt mà em nhớ. Anh đi với em thì đậu phộng đường thì đậu phộng đường những lúc nào em mà lục bộ nhớ ra là vẫn đúng. Ở cái từ trên này xuống là cái nút giao đầu tiên là nút giao dưới nhỉ. Tao đi qua mẹ rồi, tao đi qua mẹ rồi, tao đi qua, tao bây giờ tao đang sắp đi qua cổng chính thế này, nhưng mà cổng chính thì tao đi bên này đường không kia đâu. Chính anh đang ở đường trên đường cao tốc này em đâu, có nghĩa là bây giờ em ở cái vòng xuyến ở gần cổng chính nhỉ. Ở đây được rồi, thế thì anh nhầm này rồi, anh xuống lối dưới anh vòng lên ta biết chờ đường rồi. Đó. Mày nói rất rõ ràng này hả? Mày cái bún là con bún mà anh à. Thế cái thằng sinh nhà nó nhầm. Đi thôi, đi nữa đi thoải mái. Đi. Dạ. Công nhân. Dạ. Cái gì nghỉ Tết rồi, Dạ, còn lâu mới nghỉ Tết. Dạ. À, hôm nay tớ đi này lấy mấy cái gọi là xinh, tí nữa đi, không phải đấy đâu. Từ trước hình như nó hay nó cũng vào đây nhỉ? Hay nó có phải nó vào? Ngoài. Đi, bị chủ à? Chắc chẳng ai
ai xem nhỉ? Ấy chứ nơi rồi không ai xem nữa này. Không ấy gì đấy. Có không à, đi xoay anh không? Nguyễn Minh Quang đang ở trên đường quốc lộ, chả nhớ đó là quốc lộ mấy nữa, ở mố giữa là đèo biệt ở mố đây. Đâu? Đây 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 đâu? Đây đây chặt thôi đây này, đầu cổng đường phát nữa này mẹ, cứ tại Thái Nguyên này. À không à, mình đi có việc, nếu tiện có ích thì soi. Soi trên ích làm gì thôi chứ không bắt. Bắt nào nữa ích đó. Đi đi. À đây, đi bên kia nha, đi bên kia thì trái. Mười năm vừa đây. À cái gì Quốc Cường ơi, đi ngay đi ngay. Cái bộ nhớ rất đều, nhưng khi nào em hấp em lục thì nó lại ra. Bình thường lục nó lại không ra, bình thường lục nó cứ đậu phộng. Đấy thấy chưa, ra cái chưa, thấy chưa lâu. Kìa trời. Đúng như cái đường nó là kia vào. Đường lúc mình chuẩn bị rẽ vào. À diễn biến Hòa Bình thì à nghe từ diễn biến Hòa Bình thì ta hay nghe trên trang cái gì quân sự cuối tuần. Diễn biến Hòa Bình. Thôi cách đọc diễn biến Hòa Bình. Cái này nhớ là lộng đọc mồm này, đọc nhầm này, người ta lại bảo mình xe nọ phái kia, cứ hay lại đẹp uống đường nữa rồi. Nó thẳng lại, đi thẳng lại. Qua cầm cầu chưa? Anh qua cầm cầu vượt chưa? Nếu chưa qua cầm cầu vượt là lại quay lại đấy. Chưa qua lại quay lại. Ừ, chưa qua lại quay lại. Chưa. Không, từ cái đường kia mình đã chưa cầm cầu rồi chưa? Chưa. Ở đây quay lại. Anh đi em lại. Này. Đây rồi, em lại. Thế vẫn lại đậu vụng đường. Mà khả năng là càng đậu vụng đường thì kịch nó lại càng hay. Càng đậu vụng sâu. Ai đi à? Nóng quá. Này mà ai chờ mình mà ôm nhỉ. Đường cảm nhá, lại chờ luôn không? Tưởng có cầu vượt rồi.
cái kia mới ấy, đi thẳng qua qua cầm vừa được cơ, đi thẳng mới qua cầm gầm cầu. Đồng đường suốt đấy nhỉ, đều nhỉ. À đấy, đấy. Mình đã qua gầm đâu bố sư vừa đấy bên dưới đâu, dưới đây nhỉ. Khổ, thông cảm nhé, hơi độc phòng đường. Cơ khu này có quán ăn bún là đông khách á. Thế gọi đồ cái là phải trả tiền. Chào các bạn. Bạn trên 22 giờ đêm đọc truyện đêm khuya. Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya. Cái gì nhỉ? Chưa cái nhạc gì? Đổ ma Sài Gòn lộ đường đâu? Nào bác mày nào tí không? Đâm bác đâu? Sợ. Bác mày sống gì đây? Sống từ từ thôi. Đóng hết cả mặt. Quê lên xe thì mày cũng mày rồi chết được quê. Là vùng đường rõ ràng rất gần. Qua đi nó chuẩn bị nhá. Lộ đường em. Lộ khu vực em không? Quay màn hình đây đấy. Lộ Các bạn cứ bình tĩnh. Các bạn bình tĩnh. Mình có một tay lái xe nó rất ghê gớm này. Làm như một con ma điền. Đây thì đây tốc độ có 80. Chào Lê Nhất Vinh. Anh em ạ. Từ từ. Cứ phải xem thì mới có được chứ. Các bạn nhìn thấy một tay lái cười siêu hạng đường buổi như một con bộng ấy. Có hai con ếch đã đi qua, một con còn ở lại. Đâu rồi thằng kia rồi? Anh Hồng eo. Các bạn, từ từ. Con nhảy một phát xuống xe một cơ. Quỳnh. Tiết mục. Tiết mục. Mẹ thằng bẩn thế còn đi biển mẹ. Nghệ An đừng có để lộ biển số. 36 Thanh Hóa. Người ta đọc 37 em đi đọc 36 lộ mẹ người ta. Xin chào Thiện Tâm, anh em không đi đâu. Đừng lộ anh em. Mẹ có thò mặt vào đây không? Ta đang live stream mới nộ. Thế đưa đây. Bắt đầu mình đứng. Nộ hàng. Ngoài hút điếu thuốc. Đậu hàng em chưa? Chắc chắn không? Chắc chắn chưa đập không? Mày mà cài cái gì mà chiếc tao chưa? Mới mở ra. Hả? Mới mở ra để test xem là nó có lỗi qua thiết quan, xem có lỗi gì ở đấy thì mình đổi ngay tại đấy luôn ấy. Chắc là phải test rồi đấy. Anh chỉ phải test. Nếu mày máy nó đưa mình có lỗi. Thế anh đã cài đặt chưa? Chưa cài gì hết. Không biết là ý là mình ngoại quan qua trong có bị à, ngó thôi gì anh đấy đấy mày mà đút gì đây mà chết với tao mày mà cài vào mày mới theo dõi tao mai tao lộ tao đi tán gái chết với tao đấy mày đấy em đút ông lấy ra không ở đây là mấy phép nhỉ. Thế nhìn thì anh bay về đấy. Đây là độ tính.
Anh phải thấy đi ra ngoài thôi mà. Đấy là thủ công ạ. Nó có làm không? Tự động tính. Nó làm không? Đấy, nó đang xuống góc lên kia. Đứng đây bắt hết rồi. Em phải thấy đấy. À nhỉ. Cùng thế ở... Anh bóc cái hộp rồi. Chắc không? Chưa động đâu. Mày vào động với chiếc với tao. Em mới sạc pin cho anh đầy lên cho anh. Bóc cái lớp đấy ở đây thôi. Ngại nợ tiền mày giờ. Vợ anh lừa anh bảo chờ. Ấy bây giờ. Đâu, đâu mà? Hai cái đống đuối à? Hai cái đống đuối gì? Đuối phát ngã lăn ra. Đó, để xử lý. Từ anh ạ. Từ đã, anh em cho xem tí. Ui, ông ơi. Đấy, mày tưởng anh còn chuẩn bị, anh còn mua cả ốp đây này. Thấy không? Thấy không? Việc trước tiên ta sẽ dán cái 21 vào đây để khẳng định đây là điện thoại của mình. Cưng quá, gần mực thì đen, gần đèn thì giảm. Ok, sao bây giờ đến được mình đâu. Đi ra ngoài. Không, không, không. Bác Sang là bác Sang, mình là mình chứ cần. Bây giờ để gọi xe ở đây. Để xe chưa? Anh đỗ gọi xe cả đây. Đỗ gọn hẳn vào, đỗ gọn hẳn kia. Lên kính đi. Bật đèn cảnh báo đấy. À, đây họ rất thích xử lý trong tối vậy. Đây là cái gì ạ? Huy Gracia. Ừ. Vui nhỉ, ở đây cảnh sát 13 bắt người vào đây xong vào bóng tối làm việc. Vui nhỉ. Đây là khu công nghiệp Yên Phong đúng không? Mà đây là chỗ nào mà các bạn lại bắt người ta vào đây để làm việc nhỉ? Tôi còn nhìn thấy các bạn ép ngã người ta ở kia nhé. Tôi nói cho các ông nhé. Các ông là những ai mà các ông làm việc này nhỉ? Có việc gì? Tại sao bạn bắt người ta vào đây làm việc? Anh em bây giờ đa số là tất cả cái tuyến đường này nó đều có biển cấm dừng cấm đỗ nên anh em lại phải đứng ở trong này anh ạ. À, tôi đỗ ở chỗ chưa cấm. Đỗ xe anh đỗ ở đâu? À, tôi đỗ chỗ nào kệ tôi, ông còn không biết tôi đỗ chỗ nào, ông lại hỏi tôi đỗ ở đâu. Thì bây giờ hiện tại tôi bây giờ tôi đang đứng đây với ông, à tôi đang hỏi các ông bắt người ta vào làm gì. Các ông cứ thấy người tỉnh lẻ rồi nọ kia này. À, bắt vào xong vào bóng tối này để làm gì? Đây là bóng tối đấy. Toàn bộ người ta có biển cấm. Ừ, thế các ông ép người ta ngã ở giữa vòng xuyến ấy. Đây ép hai thằng này. Này, xe có camera hành trình nhá. Nói phải đúng nhá. Thằng này đau không? Hai đau không? Đau không? Đau không? Hai đau gì? Hơi đau gì? Bây giờ lập tức gọi. Ông gọi lên thẳng tổng đài 13 luôn. Không chơi mấy cái độ này nhá. Gọi thẳng 13 lên đây. Làm sao? Bây giờ các ông làm thế nào? Người ta không có mũ là việc của người ta, các ông bắt người ta đây chứ, các ông ép người ta xong. Mấy ông phải xử lý ở kia. Sao? Tôi sẽ đó sao nào? Đây. Mày đưa chứng minh thư anh xem nào, mà đưa chứng minh thư mình đây. Chứng minh thư em để nhà hết. Được rồi, bây giờ nhá, gọi người nhà mang đây, gọi công an đây, làm biên bản luôn. Đây là hành động gì? Đây đủ giấy tờ xe đúng rồi. 48 ở bên kể cả đúng không? Kể cả không có mũ thì người ta phạt cái mũ, không biết cái mũ bao tiền không? Có 150.000 thôi. Không phải sợ, anh cho mày tiền nhá. Không được gì cả.
Không phải sếp, đây không phải sếp của mày, đây là người thực thi công vụ, không phải sếp của mày. Nói phải đúng. Hơi bị đau, bây giờ tôi có yêu hỏi các ông là bây giờ các ông bắt người ta vào đây làm gì? Không phải sếp. Không phải sếp, không phải xin. Ông nói thế nào là việc của ông? Bây giờ đề nghị các anh giữ trật tự để tôi làm việc. Tại sao lại phải giữ trật tự ở đây? Các ông đưa vào một bóng tối để làm việc, các ông lại bảo giữ tôi giữ trật tự là thế nào? Đây là góc một góc tối, một điểm chết. Thế các ông đưa vào đây làm gì? Nói phải đúng. Tổ công tác của em đang ở đây. Tổ công tác của ông là những ai? Bây giờ ông không có bảng tên, bảng hiệu. Các ông cứ như thế này ra đường gọi là tổ công tác à? Chúng tôi có anh ạ. Đâu, tên ông đâu? Đây, tôi có, tôi sẽ xuất trình cả chứng minh thư công an nhân dân cho anh xem. Thế bây giờ ông đang như thế này thì ai biết ông là cái gì? Tôi nói với anh đây là cái... Các ông đang tạo điều kiện cho những hành vi cướp bóc phát triển. Vì các ông đang mặc quần áo công an và cứ ra bắt xe lôi vào một chỗ làm việc. Nói năng phải đúng. Bạn tên là gì? Anh nói chuẩn. Bạn tên là gì? Tôi tên là Sơn. Cái gì Sơn? Tôi là Nguyễn Đức Sơn. Nguyễn Đức Sơn, cô đi số cho bao nhiêu? Đây, anh ra đây. Đâu? Nào, đừng ra bóng tối quá lại, tự tập tay mồm tôi đau lắm. Được rồi. Không phải sợ em gái ạ, à. Có 150.000 cái lỗi ông lượng mũ anh cho bọn em nhá. Bỏ cái biên bản kia ra. Sao lại bỏ cái biên bản? Bỏ cái biên bản em gái ra. Sao lại biên bản ạ? Các ông thấy các ông... Cho nó chuẩn. Đây là giấy tờ của bạn ấy thôi. Giấy tờ bạn ông lôi đây bạn làm gì? Được chưa? Tôi... ông để ông lôi bạn giấy tờ của bạn vào đây. Anh đừng chụp, tôi cho anh xem. Còn đây là cái thông tin... Thế ông lôi các bạn ấy vào đây làm gì? Tôi hỏi các ông này. Đây, anh nhìn rõ, anh đừng chụp. Chụp với công việc của tôi. Sao đây anh đừng chụp với công việc của... Ông lôi các bạn vào đây làm gì? Tôi đã nói... Tôi nói đây là bóng tối. Thế anh có nhìn thấy bóng điện ở trên thế tôi hỏi ông đây là đâu? Đây là chỗ nào? Đây là của ai? Tôi đã đây bảo là... rồi, ở ngoài đường người ta có biển cấm dừng cấm đỗ đấy anh em, chúng tôi phải đỗ gọn vào trong này. Mà các ông này còn đỗ vào đây này, còn rất nhiều vụ lôi vào đây. Không phải sếp của mày, nói phải đúng. Bây giờ đây, nào. Bây giờ cầm em gái không phải sợ nhá, đâu cho em gái biển nào. Bọn em đi đường. Rồi. Anh em nào ở Bắc Ninh đến đây cho vui nhỉ? Ôi giời à. Nào, anh nhìn đấy rồi, xe anh có hết rồi, camera cả trước sau mày ngã đúng chỗ đấy, tao đang đi ăn cái này. Vida Grada, đây là ban điều hành của Vida Grada. Không, em không gắt tên là gì. Không gắt tên với họ, không gắt, im một. Không. Đừng sai, đừng quá. Em tên là Trương Văn Giang. Im một, anh nói mày nghe, mày không nghe, mày nghe anh, mày sai là quá đà nhá. Hôm nay mình sẽ chụp lại hết những cái này xem ngày mai công an người ta giải thích là giữ họ vào đây làm gì. Của em bị sao? Em bị ngã kia đúng không? Ngược chiều thế nào là ngược chiều? Việc cái gì? Các ông làm người ta ngã xe đấy. Hóa ra các anh ép em vào cái vấn đề như này. Anh biết là tùy các anh thôi. Anh em sai. Tôi đang không hiểu tại sao các bạn cứ lôi người ta vào bóng tối để làm gì. Tên bảng tên thẻ không có một cái gì. Không việc gì mày không phải lo, mày ngã mày tao nói mày bắt đền được người ta luôn. Không, cái đó là không phải đâu. Là mình chịu hành vi vi phạm hành chính nó không đáng tiền bằng cái việc lạm dụng chức quyền, bạn hiểu không? Em hiểu không? Tôi đang nói với bạn của em của tôi. Tôi đang nói với người tham gia giao thông. Được rồi, ông cứ nói đấy. Tôi hứa với các ông một điều này. Kể cả tôi đứng lên tôi đi về luôn nhá. Ngày mai các ông có tin là các ông lên sở trình bày hết một lượt với nhau. Các ông có tin đâu? Người dân một anh giám sát thì anh em rất thoải mái, ok, được chưa? Còn cái việc mà nếu mà bản thân bạn ấy vi phạm là cái... chẳng có cái gì là vi phạm cái lỗi hành chính 150.000 các ông làm ngã người ta đúng ở kia. Có cũng đã sử dụng rượu bia rồi anh em vẫn đang rượu bia là việc của cái việc hành vi rượu bia người ta không chống đối, các ông ép ngã người ta, các ông ra còn còng tay người ta vào đây. Đông thế nhỉ? Nào bây giờ bằng này ông, 6 ông không có bảng tên, không có thẻ quân nhân,
nhiều người còn không có cầu vai, thế là lực lượng gì? Không, nói chung là bình thường em ạ. Nếu mà cái góc độ lỗi nó đơn giản, em không phải lo anh xe anh có đầy đủ giấy tờ. Em trước mắt không phải, em gọi điện cho người nhà em. Em mở cốp ra để không vừa anh kiểm tra. À, kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái gì? Mày bây giờ mày đây, bây giờ người ta phải có lệnh khám. Anh nói mày phải nghe anh. Họ phải có lệnh khám mới được kiểm tra cốp xe mày cái giờ này. Không có cái gì hết, cháu phải mở. Không phải mở họ làm gì cả, họ là cái gì mà được mở? Anh này, cái việc anh em tham gia giao thông bây giờ có việc. Thế các ông là cái gì mà cứ thấy người tham gia giao thông các ông dừng lại? Không có gì em đi được không? Cái gì? Không có cái gì trong cốp xe anh đi, em đi được không? Không phải hỏi như thế, cái việc của mày. Cái gì lại? Cái là bây giờ em hỏi anh câu này. Kiểm tra hành chính cái gì, mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Chưa quá. Chưa đến đây, bây giờ 12 giờ 10 phút mà công an Yên Phong thượng úy. Bây giờ em hỏi thật anh này, hiện tại bây giờ không có một cái gì trong cốp xe. À, có bao súng 61F. Em đi đúng không? 617 chứ làm gì 61F7. Không phải giải thích với họ như thế. Rồi, bao súng. Đó là mai có làm sao biết cái có cái súng, có một khẩu súng mang anh à, còn cả AK đấy, cũng kinh chứ nhỉ. Ôi gậy có chán nhỉ. Em đầy đủ giấy tờ, đầy đủ tất cả. Số gậy đây rồi. Bây giờ em hỏi anh này. Thế sao lại nắm thứ thế nhỉ? Đang chim, đang nuôi chim. Xin giới thiệu, tớ đang live chim. Nhưng mà cái anh ép em mà bị ngã thì em là con gà trộm. Ô này đấy, mai tìm những cái gậy nào vô tình vụt vào mình chẳng hạn em thế. Em con người ở đây, nhưng mà em ở ô cách. Không cãi nhau với họ, ông cho là bên tôi sẽ trả tiền họ nhá. Nhưng mà em nói này, em không trộm cắp, nhưng mà em... Không, nhưng mà em biết. Không anh ạ, à. Thôi anh ơi. Thôi, đấy là việc của em. Không, anh không hộ em. Anh không hộ em, đấy là việc của em. Anh không hộ em. Anh ơi, mình đừng làm khó người ta nữa. Anh không làm khó người ta, anh không làm khó chú đấy, việc không phải việc của anh, không phải việc của chú. Anh chỉ đứng đây giám sát em hiểu không? Em mở cốp xe cho anh. Nếu mà em có cái gì đây em ở trong này, kể cả các anh có. Các ông đang bắt đầu tiến đến việc lộng quyền thích khám xét người khác. Anh có nhau. Em mở ra nếu mà không có em đi. Các ông đang thích lộng quyền là thích khám xét người khác. Đúng ra cái việc này là phải có lệnh khám. À, tôi đang nói với bạn, bạn nên cân nhắc hành vi của bạn. Bạn là lực lượng vũ trang nhân dân, hành động của bạn. Tham gia giao thông, ông thích ông khám xe tôi kìa. Đây ông đang lục cốp người ta là khám xe đấy. Đây là một chuyện khám xe đấy. Tài sản cá nhân của anh à. Thôi được rồi, các ông cứ nói thì cứ nói đấy. Đấy là việc của ông, còn đấy. Không khám xe các ông đi khám xe. Không, cái đó là khám xét. À, có gì không? À. À đây là chất cháy nổ em ở trong này này. Em... Trong trong xăng bình xăng này có chất cháy nổ. Anh không chờ gì đây là tốt đấy. Em chỉ chờ. Chẳng có cái gì cả. Bắt tay anh nhỉ? Thế các ông làm việc tốt nhỉ? Tự nhiên bắt tay thả người ta đi mà các ông vừa nói là người ta vi phạm có rượu bia, các ông biết lỗi uống rượu bia bao tiền không? Anh không nói chuyện với em, anh không liên quan đến em nhá. Anh không nói chuyện với em vì anh không liên quan. Bắt vợ kia mang đây, đây là Vigracera, đây là trung tâm điều hành Vigracera đây, các ông lại làm như kiểu trụ sở cho các ông, mà trụ sở chẳng được phép mang vào đây. Anh không liên quan, anh nói với chú đừng cháy nha. Bây giờ ai cũng là người dân không có hết. Anh không liên quan với chú, đấy là việc không phải việc của anh. Anh là việc đi xem cho nó vui nhá, em gái nhá, cười tươi nào. Ôi trời, thôi. À, khẩu súng này không có bao súng bên ngoài, số bên ngoài. À. Tôi bây giờ tôi lại thích người ta bắt ông vì đúng rồi, ông uống rượu bia đi xe máy bắt được đúng rồi. Thì người ta đúng rồi, người ta đã bắt ông rồi đúng rồi. Tôi có hỗ trợ ông đâu. Tôi đang hỗ trợ người ta. Vì hành vi uống rượu ông là vi phạm pháp luật. À. Việc của anh là bên giao thông. Thế thì có phải việc anh giao thông, ông nói với tôi làm gì? Nói với họ. Nha. Tôi chả liên quan việc đấy ạ. À. Có phải tìm tôi đồng độ là phải có chuyên đề nhá. À, không, bắt thoải mái với thằng uống rượu rồi, nó sai. Nha. À, xe là xem có số khung cho máy nhỡ đâu xe giả cho. Giống cái con thứ quý 8 nọ nhỉ. Nha. Trời ơi, ai sợ. Mà chết tôi cái bịch. Dạ, ôi trời ơi.
Ôi. Chết mày, chết cả chú cùng chú mày. Không, anh cho em 150.000 có cái gì lơ đây nhớ đâu là bóp vèo bóp hoa quả sao nhỉ? Nhá. Tí nữa mà lên xe anh trở về thì mày trở về anh bảo làm cho mày nhá. Đây, thế thì bây giờ làm nào. Nhớ đâu rồi này, các bạn đang kiểm tra giấy tờ người ta đi vì nhớ đâu rồi, xe này lại không có giấy tờ thì sao nhỉ? À, xa. Các bạn ơi cho nó vào đồ đấy, cho nó nhốt kỹ đấy về. À, tội làm không dám nhận, nhốt đây. À. Đúng rồi, ông phải cứng rắn thế, em không phải vào đồ nữa, đúng rồi. Nhớ đâu mà xem trộm chẳng. À, thôi đấy, chụp nó. Em thiếu một cái mũ, em phạt một cái mũ. Còn có ba mũ. Thiếu 10 cái mũ, người ta phạt 10 mũ cũng được, không có gì cả nhá. Anh trả tiền. Ừ. Nọ bọn tớ bắt được một vụ là giả danh lực lượng mang đi xe biển số giả đấy. Ôi trời ơi. Trời. Nó bắt được bắt được vụ biển ngũ quý 8 mà giả danh lực lượng mang biển giả mà. Cái bình tóm này nhỉ. Đây đằng sau nha. Riêng ai nếu mà ai mà cứ hô đi vào bóng tối thì em có hô cướp cho anh. Kể gần đây công an. Nhớ vào đây hoa quả người ta hái nhầm làm nè. Nhỉ. À, người tử tế em tự nhận mình là người khốn nạn không người tử tế nhá bác Minh Thành Hồ nhá. Này lại có thêm rồi, lại có thêm rồi. Úi giời, tự vào, úi giời, kinh chứ, úi giời ơi. Sao nhỉ, úi giời ơi. Nó nào kinh nhỉ. Mày cầm anh này, anh khởi động cái mới mềm mà khi bảo nó cái này nó có cái phần mềm quảng cáo ấy, nhá. Nhá. Bảo nó có cái phần mềm quảng cáo ấy, thì để tí nó thì vẫn phát cái phần mềm quảng cáo được ấy. Cái lắp cái chim vào cái này rồi. Úi giời. Ở đây xài mày đúng con bò. Đang quay mất, quay đằng sau. Cho cái đèn nó sáng lên. Sáng lên, trong bóng tối nó mở áp, mày cho anh ấy. Tháo ra, tháo ra. À? Chỉnh đấy, bị lôi bóng tối, anh ấy sợ bóng tối. Tào lầu quá, tao quên. Anh bóc luôn cái ni lông, anh cầm cái vỏ nhá. Mấy hôm nay tao dùng nó quên. Mấy nay không dùng Samsung quên. Mấy em này cũng không muốn bị lôi vào đây. Lôi vào đây là mờ ám, lỗi chẳng chỉ 150.000. Không nào. Mà đúng ra thì chức trách mình nói với nhau là lực lượng vũ trang nhân dân thì ở đây là những người có nghĩa vụ bảo vệ trị an của đất nước, không phải cái chuyện đi ra đường bắt ba cái mũ này nó làm ảnh hưởng đến lực lượng vũ trang nhân dân. Các anh cứ chị cứ đứng im này nè. Không giải quyết, không lập biên bản nhỉ? Ta vừa bảo uống rượu mà lỗi này nặng lắm đấy, mà lại còn trẻ bát. Này nhá. Ông đi uống đi kia. Anh nhìn chưa? Anh sắp bị vợ bỏ. À hay. Ở đây toàn biển đẹp nhá, xem nhá. Rồi, 99G1000047. Về quê đấy. Chẳng biết có phải cái giống con biển thứ 18 không? Ngũ quý. Giới thiệu thế nổ mài của người đi hát cao kê mất tiền thẳng chốt thật đấy. Mày có đút cái gì vào đây chưa? Hả? À? Đút gì? Thế sao của tao bình thường nó phải khởi động không à? Phát. Đây chưa đôi màn hình.
Bây giờ tao phải khởi động mà. Có máy nó bắt khởi động lại thì vừa lắp sim. Đúng rồi, tao... Khởi động. Có là tao mua kia tao phải khởi động từ đầu mà. Ok, đây... Được rồi, này. Không phải ra đấy em ơi, không phải ra đấy. Cứ gần bên anh nhá, anh sắp bị vỡ bỏ, cứ gần bên anh. À. Đây, ra đấy làm gì? Ra đấy, đấy nguy hiểm nhá. Xử lý kia xong, khác xử lý cái này. Tí nữa anh đánh về cho xuống gọi mai gọi mày làm đéo máy tao rồi, có đút gì đây không? Có đút gì đâu anh. Có gì không? Không gì hết. Tao nhìn trong có phần mềm chạy ra, tao bảo mày đừng có khởi động của tao mà. Khởi động gì đâu. Thế sao nó lại khởi động rồi? Đâu? Thế sao nó không bắt tao khởi động? À, thì không vừa lắp sim vào anh vừa khởi động lại thôi. Cái ổng nó phải cài Gmail rồi mấy cái thứ đầy đủ mà. À đây anh về anh cài vì phải bỏ qua hết mới test được chứ. À. Bỏ qua hết anh vào trong cái vào nào? Vào Gmail gì? À các thứ. Tài khoản này. Đây anh vào quay hết. Ừ. Thì lại chui kia. Đây anh quay đi. Vào Gmail mà đăng nhập Gmail của anh. Anh con khỉ đang bây giờ đâu đâu? Đây. Gmail của anh ấy vào đây. À con nuôi mèo đâu? Đây, nó có mèo đâu. Không? Cạo râu rồi. Ông Trần mì nghe thấy giọng chưa? Thêm địa chỉ Gmail mới, địa chỉ Gmail của anh như căng máy. Thôi, tao vào cũ mà. Anh ấy vào đấy. Đấy, nhập cái địa chỉ. Mày mà lừa tao mai tao đi kiểm tra mày chết tao rồi. Và tao nó còn bắt ra cái mà kích hoạt ấy mà. Em ơi bật máy đi rồi nhá. Em về đâu? Mày thoát thân mày chả làm gì đâu em ạ. Đời không làm gì đâu em ạ. Mày đúng là đấy thì ngã đi mẹ mày sắp chết mày lỗi có 150.000 ở quan. Thằng kia thấy nó úp chết. Thế tự nhiên tao cứ đậu vùng đường này ở cái chai. Để mai tao đi Long, tự nhiên lại tao lại đi xem đây mà tao đi vòng nhầm vào kia thế là tao lại thành ra đứng đấy đó cái camera tao lại quay được hết. À. Mai mình mới mang lên ban nội chính mình nộp chứ không nộp sống á. Tao có nuôi mèo đâu mà bây giờ nó bắt tao tìm con mèo tìm nào. À đây, thôi tổ sư. Đang bắt bảo mật bên này. Thế à, tao lại ngược đời, tao lại. Thế bảo mật bên đấy à? Không, vì cái Gmail đăng nhập bên này mà từ đăng nhập máy khác là nó báo thì. Bây giờ cố gắng đăng nhập. Cái thằng Samsung này thằng cái ngu thế rồi. Bạn có muốn nhắc lại có mày luôn này. Tôi đồng ý. Có đồng ý cả server này. Đưa tao tới Gmail của tao này. Anh đăng nhập mấy khác nó báo hết cái này. Anh lại chơi chéo cái chỗ queo. Tao chuyển tiền mà tao còn phải gọi đi chỗ khác để nhập cái số tài khoản chỗ nó gửi về. À, thế có lấy được đồ của tao rồi thừa. À. Nó tao khởi động cái gì nữa nhỉ? Không xử lý được. Trình này vào vòng tối không chọn người ta hái trộm hoa quả. Không ạ. Hả? Không ạ. Nhớ đâu hoài mất để làm thế nào. Hái thì xem anh là cũng bắt bỏ. Ui, nhớ đâu người ta hái. Đây. Hả? Đây là các nó em. Nó là người à? Không. Đây là các em bị các anh bắt vào đây. Chú số điện thoại đây. Chú con trai chú lớn đây. Rồi. Chú nằm về giới thiệu cho con chú. Chú phải chê chú già để giới thiệu con chú ấy.
Làm luôn đấy. Mày cứ lấy biên bản về mai tao làm cho. Mày cứ phải sợ thì thế nào được. Đấy, hồi cái này đôi khi chúng ta cứ sợ cái biên bản mà ảnh hưởng rất xấu rồi. À, báo cáo anh, tôi là một người dân thờ. Tôi yêu cầu anh tắt cái flash khi thoải mặt tôi. Được không? Không. Không quay mặt đi chỗ khác thôi, từ từ. Sang mất tiêu rồi. Hôm nay Sang đã trở thành lạc con rừng. Nha, thằng nào gọi điện đấy? Là chim á. Không biết nè. Thôi, đây. Không phải đâu, yêu. Không biết này, yêu. Trần đi sang không? Bác sang đã dụng rồi. Từ từ. Kia nó đang thấy kia. Chưa đến được mình. Nợ mấy chục triệu này bán dâu. Bán dâu vẫn nợ đấy. Tao phải mất, mất bộ dâu vì là đổi lấy mấy cái điện thoại. À, Vĩ Tiểu Bảo, xin chào. Anh thử cái camera lô 8 này cái nhỉ. À. Tìm vị trí luôn cho nó hay. Đình Sang có những người bạn. À, em gõ Trần Đình Sang. Đây đây số, đó số đấy. Đấy rồi. Rồi mày mời. Đấy. Không có đèn thì nó đẹp. Rồi xem đang lên chiều. Chết đắng đấy bọn em ở đây chết thôi. Thật đó. Bình tĩnh. Bây giờ quay ra cái này chưa được phê duyệt. Quay ra. Quay ra đi. Đi Đình Sang. Trần Đình Sang. Đình Sang Trần. Đình Trần Đình Sang. Em bảo nhé. Trần Đình Sang. Vào cả group luật giao thông rồi đấy. Trên trên cùng. Các bạn một tớ hôm nay đến đây. Xem anh ra chưa. Thì bố có mình đâu. Thì bố có mình phát rồi. Ấn vào, ấn vào. À, các bạn thật vui. Mày lấy số điện thoại cho anh nhé, mai gọi riêng. Hello. Ê, hello thôi nhé. À. À, cái này không phát trực tiếp đâu, cái này xin. Em gái ui giời, xin với mai nhìn mặt rồi nhá. Nó nào quay bạn chụp để mai lưu cho các bạn này. Trời ơi. Rồi, rồi. Không muốn nói. Hả? Không, cái này không, cái này không quay. Cái này không chim. Cái này không chim, cái này chỉ cò thôi. Đấy. Hôm nay chúng ta được chứng kiến một vụ bắt vi phạm giao thông chuyển sang môn giáo dục công dân. Đấy. Thế mày đều. Mày lấy số điện thoại là mày bị nhầm đấy cụ ạ. Mày định tất nhiên là có quan hệ, mày thấy người sang mới quẳng làm họ. Ây cha, ui cái này nét hơn đúng không ạ? Thế nào nọ Hòa Bình lấy của tao hai cái điện thoại. Ôi, đồng độ là phải đo ở đây mà, mai mày tỉnh rồi đo cái gì nữa. Áo vàng hay áo đỏ đều chi chết. Mình bây giờ đang vơ vơ cô đơn sắp vợ bỏ. À. Xe này nó hay nhỉ? Cái này có chế này, có ấy không nhỉ? Có ấy không nhỉ? Không, đây là tự ý đấy nhá. Này gọi là vi phạm là cái gì à? Thôi các bạn bản quyền cái này, nếu mà không à, thích nhầm xin lỗi, đã quay à, tiếp tục nhầm. Thế em vào yêu cầu giải quyết công việc đi để đi về đi, cứ đứng ông kia ông say rượu ông nói đến sáng mai giải xong thì đứng đấy à. Hoa quả đêm này lạnh nó héo hết bây giờ, sương xuống lạnh nó gây héo hoa quả đấy. À, các bạn ơi, giải quyết bạn này để bạn về cái nhỉ, ông cứ đứng nói chuyện mấy người bắt sau máy nhỉ. Ha ha. Em gái vào yêu cầu ai ấy mà em vào đây làm việc đi. Nào, phạt cái gì thì phạt người ta đi để cho người ta về cái. Con gái không giữ người ta nửa đêm thế này. Về có chồng rồi nó bỏ mẹ nó đi chứ. Em mà đưa ra
có người yêu nó đi mẻ mấy con khác chứ. Em có chồng chưa? Có rồi, có rồi, cho anh số mình, đằng nào anh bị vợ bỏ. Anh giải quyết cho bạn này về cái anh nhỉ? Bạn nộp phạt về cái anh nhỉ? Đấy, đêm hôm này héo hết các quả đấy mà, đứng đâu này héo hết, đấy sợ. À lưu đây mà anh nhớ đấy, à, đứng ở gần cái xe biển xanh nó đẹp, ơi trời, tao dán ra nào, cái này không khói, cái này không chim, à, chụp được. À. Tự nhiên đậu bụng đường cái này thành vui, chết rồi, sao cái quần mới cái. Lại... chú nó có mua cái quần mới chưa, con chó đi qua mà mốc gấp về mép rồi chứ đâu. Phải chắn lên cái, hãy kéo em quần này. Không, không, chứ nó mua cái quần mới này. Em gái cầm anh mới cuộc cái điện thoại anh kéo quần anh gái nó tụt hỏng mất quần này. Có thể quay anh kéo quần à? Chứ lúc mà quần mới chưa con chó nó chạy qua thế mà đi cắn mất mép quần. Đi rồi, đi ra kia chặn nhau nhá, vui nhá, ôi trời ơi, xong rồi. Anh ơi, giải, bạn ơi, giải quyết cho người ta về cho con bú gái nhỉ. Mà nó chưa có chồng, nó còn về chuẩn bị để nó chữa sang năm non đẻ chứ nhỉ. Ở khu công nghiệp Yên Phong nhá, Minh Hoàng nhá, thằng chuột chết. Anh đang bảo nộp phạt nó có ai xử lý đâu à, Khoa Phong. Mày đừng lợi dụng mà cho số tao không cho mày đi, cho số người ta mày vào đấy mày tán hết phần tao nhá. Không đi. Đọc nhỏ thôi, chúng mày đọc to thế, nộ mai dài tán hết phần tao. Cầm em này, em làm mấy này. Cầm này, quay vào cảnh đây cho nó trực tiếp ấy. Quay mặt anh. Xin chào mọi người. Sao toàn lỗi phát sinh nhỉ? Anh ơi, em về em quên cửa hàng đi ngủ anh ơi. Ôi trời. Sao lại chưa gửi được nhỉ? Chiêu người ta đưa vào đây bóng tối để chiêu không? Những bộ gì? Những bộ ta chắc chết người, những bộ cái gì? Nó sẽ không được. Hôm nay cạo râu mà lại còn ngó. Nên vừa lát sáng ấy nhỉ? Thế là cứ vào bóng tối nói chuyện thế này nhỉ? Không được đâu. À, hay chưa khởi động chưa gọi được nhỉ? Lên hình.
anh nào đây á? Ok mà anh 88 mình cứ đi bình tĩnh, hôm nay lại bố ấy thế. Xin chào. Xin chào. Ra đừng quay mặt người ta rồi nhỉ. Ồ thế Nguyên này. Ơ phải này. Cái này để đi cho bạn thôi, nhưng bạn anh cũng nhớ nhất kém. Em mặc quần hôm nay rất đẹp trai vì anh vừa mua quần mới. Lại quần rồi. Quần mới giày mới lại bẩn rồi. Khi nào Ngọc Vàng Kim Thỏa Vinh không thấy rượu kia nó trình bày hơi nhiều nhỉ? Ôi rượu độ này bây giờ đang muốn mình ké cái khác. Cả chưa khởi động chưa gọi được. Mày mà khởi động máy tao mày chết mày. Thôi phải chịu chết. Ô tô hay là xe máy? May quá. Cho ai có quả với á? Ôi không được đâu. À, để quyết cho các bạn gái về đấy các bạn ơi, ông ơi, ông câu giờ quá đấy. Khởi động ở đâu em ơi, bây giờ làm thế nào? Tao nhớ mày sờ máu tao, bây giờ tao đang khởi động lại á. Thế làm sao để tao gọi được? Anh khởi động lại chưa? Tắt nguồn đi chưa? Anh tắt nguồn bật lại chưa? Đấy. Khởi động lại dưới. Tao khởi tắt mẹ đi, mày nhớ máu. Bật lại. Nếu không chưa đợi, bật chế độ máy bay không tắt được. Rồi, vợ nó về ngủ đi, câu giờ quá. Ôi giời. Câu giờ quá nhỉ? Ừ, câu giờ quá. Ôi Trần ạ, câu giờ quá. Hôm nay nhéo hết quả các bạn. Hô hô. À, kiểm tra không có 21. Mai con khó ngủ với chỉ huy. Ô, không phải đâu. Vừa lấy cái điện thoại trước khi chán logo đã có hết rồi. Làm gì vi phạm vấn đề, chưa thể nói được vi phạm. Ở đây bây giờ mình cười nhỉ, bây giờ bắt vào đây cầm hết giấy tờ về hỏi giấy tờ đâu thế này, xong rồi 48B1 rồi, rồi xong rồi ngã đội mũ lên ngã xe một cái là 48B1 23411 vui nhờ. Ngoài lên nội chính tỉnh bảo đồng chí này sẽ di rượu đi xe. Không phải biết rồi, em cứ bảo anh biết lỗi gì, anh gì đấy, biết lỗi gì, làm gì có lỗi gì. Không được. Thế được rồi, mày chơi tao rồi, mày chơi tao cái điện thoại để rồi. Hay, hay là vài tháng nữa nhỉ? Cái bài viết của ông này là
minh nhà em cũng kể luôn chuyện giao thông. Tất cả sao đấy? Sao quá? À. Không gọi ra bên này. Chỉ ra nào? Giá sau thì cái này không kiểm tra được, em tính giá trước cơ. Giá sau không kiểm tra được. Mày chết rồi, mày bán hết rồi, mày lấy rồi đều tao rồi. Không, đang bị làm sao đấy. Gọi bình thường ấy thôi. Không? À, sim sao? Quản lý sim đâu nhỉ? Không có sim tao 3G ở đây. Không, nhưng mà quản lý sim xem nó đang như thế nào. Đây còn chưa đến đoạn cài... làm gì kinh nghiệm mà rút các ông thế này, nếu mà các ông bảo người ta có lỗi trong các ông bỏ người ta đi là bỏ lọt tội phạm đấy, tôi nói các ông đấy. Chẳng có ai vi phạm được các ông, nó đôi bóng tối tôi nói các ông. Thế nào là bóng tối ạ? Các ông cứ đấy đây nhá. Thế nào là bóng tối ạ? Tôi nói ông cứ thoải mái nói đây. Hay ta nhầm sim? Hay nhầm sim cái gì? Hay ta nhầm mẹ vào cái sim hay là ta dùng cái sim gọi là cái sim này? Thì cái này quán thất. Còn ta vẫn là phải 191, 199, 191. Không, của anh là... Em có nhầm sim nào không? Ừ. 100 ở đây. À, hơi đề con. Ô, nhầm mẹ sim may quá, từ đấy giờ không thằng nào gọi vào đây. Ừ. Mày có bọn ngủ mẹ rồi. Thưa mình bảo mình đi học chủ kèn đám ma thằng nào. Hả? Ê, trong bóng tôi tình cờ quen nàng. Úi giời, tối thế nhỉ? Mở thế nhỉ? Úi giời. Mời anh đi ra chỗ khác. Ơ, mời sao? Mời chỗ này thì đấy phải không, tôi không qua đâu. Mời anh đi ra đi. Ơ, chỗ này đấy phải không qua đâu. Anh đi ra đi ạ. Ơ, thì sao? Đây, chỗ này chỗ nào? Anh nghe khuyên chú nên kiểm soát tình hình. Nên kiểm soát tình hình ra chỗ sáng mà viết mặt tình thế nhỉ? Nên kiểm soát tình hình nhá. Xin giới thiệu lấy cái máy ảnh em cái bảo qua tập ngứa mồm trẻ khu khu máy ảnh đâu nhỉ? Khổ, máy ảnh còn chưa bấm nút bật máy ở đâu, cứ mang đi đứng để chụp chứ thật. Ký làm gì em, việc gì phải ký? Có nhìn rõ không anh? Anh thấy hành vi đấy là mờ ám. Em cứ thử xem. Quan trọng là người vi phạm người ta không thấy mờ ám là được. À, như thế là em bỏ lọt tội phạm. Thế nào là tội phạm? Đấy là hành vi bỏ lọt tội phạm. Tôi nói này, đây là vi phạm hành chính anh trưởng, người ta nhận ra lỗi tôi nhắc. Tội phạm hành chính vẫn là tội phạm, cái gì vẫn là. Anh gọi người ta là tội phạm là như thế là hơi. À, thế các ông từ nãy giờ các ông bảo thằng kia là vi phạm đấy, nồng độ cái thứ đấy. Đấy là qua kiểm tra xong tôi thấy người ta không vi phạm thì tôi nhắc nhở. Ôi giời ơi, các ông nằm ngã cả người ta. Nhá, mai nhá. Mai lên sở nhá. Mai sở nhá. À, mai đang ở đấy, mai đang sự kiện hành chính giám đốc sở đấy. Tôi đoán chắc là có chuẩn vào, say rượu nó chuẩn vào. Giám đốc sở công an ngày mai ra tòa xử hành chính. Say rượu nó chuẩn vào. Nói năng phải đúng nhá. Anh nói chú. Anh nói chú mang cái đo nồng độ cồn của chú ra đây đo thử xem là ai có mồm có rượu. Anh nói cái giọng bây giờ không chuẩn rồi. Ơi, trời giọng anh thế đấy. Làm sao mà phải ra tòa xử ra tòa hành chính đấy, mùng 1 tháng 2 nhá, mai ra xem nhá, mai mời bạn đến tòa Bắc Ninh mà chắc chắn sẽ hoãn nhá.